Vũ Đại Review xin được chúc tất cả người xem của kênh luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và mong mọi người luôn ủng hộ khi kênh ra chap mới nha. Chap 197, chap tiếp theo của bộ truyện Toàn Cầu Băng Phong. Ta chế tạo phòng an toàn tại tận thế. Lục Khả Nhiên vẻ mặt có chút thắc mắc, cô liền hỏi Trương Dịch. Anh Trương Dịch, em có điều này không hiểu. Tại sao chúng ta phải hành động giống như những người lính ở căn cứ Tây Sơn kia? Trương Dịch với vẻ mặt nham hiểm, bên cười đáp. Những việc này rất quan trọng, đến lúc đó chắc chắn em sẽ hiểu. Một thời gian sau, ở phía bên ngoài thị trấn Từ Gia, rất nhiều binh lính ở căn cứ Tây Sơn, được lệnh của ông Trần tập trung tại thị trấn Từ Gia. Người dẫn đầu là đội trưởng lực lượng đặc biệt Lăng Phong, phía đằng sau Lương Duyệt và rất nhiều người cũng đang bám theo anh ta. Thẩm Hoành được thông báo trước, nên anh ta chủ động tiến ra trước cổng trấn Từ Gia, chờ và đón đội của mình. Thấy mọi người đã đến, anh chàng Thẩm Hoành giơ tay, vui vẻ chào. Chào đội trưởng. Phía đằng sau, Từ Xuân Lôi với vẻ mặt khá lo lắng, đang hướng về phía những binh lính vừa đến đây. Lăng Phong bước xuống xe, quan sát thấy những người đồng đội của mình đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Anh ta vui vẻ khen ngợi. Làm tốt lắm các anh em. Thẩm Hoành với nhiệm vụ thất bại lần trước, rất ngại ngùng trước lời khen của Lăng Phong. Anh ta ngập ngừng nói. Dù sao thì, vì nhiệm vụ lần này, chúng ta đã tổn thất khá nặng nề. Thấy đồng đội của mình có vẻ tự trách bản thân, Lăng Phong tiến lại gần trấn an. Người đó quả thực không dễ đối phó như vậy. Trước đây chúng ta đã đánh giá sai về anh ta, và chủ quan cũng chưa tìm hiểu kỹ về thực lực của người đó. Vì thế cậu không cần phải tự trách bản thân quá nhiều. Lăng Phong đột nhiên nghiến răng, vẻ mặt bộc lộ rõ vẻ tức giận. Anh ta nghĩ về anh trai của mình, người đã tham gia nhiệm vụ tấn công căn cứ trú ẩn của Trương Dịch lần trước. Lăng Phong nói lớn, nhưng kẻ này đã giết anh trai tôi sẽ không bao giờ để hắn có được kết cục tốt đẹp. Nhưng lần này có tôi ở đây rồi, số phận của hắn chắc chắn sẽ được chúng ta định đoạt. Thẩm Hoành thấy đội trưởng của mình tức giận như vậy, khiến tâm trạng của anh ta tốt lên rất nhiều. Anh ta cười lớn khẳng định, đương nhiên rồi, đây chính là quả báo hắn phải nhận. Lăng Phong quay sang để ý đến Từ Xuân Lôi, anh ta quan sát và hỏi Thẩm Hoành. Người này là ai? Có vẻ sau những trận nhậu banh chành với Thẩm Hoành, Từ Xuân Lôi đã kết thân với người này rất tốt. Thẩm Hoành vui vẻ mừng rỡ, quay sang giới thiệu Từ Xuân Lôi với Lăng Phong. Bất chợt quan sát Từ Mập khiến Lương Duyệt nhận ra điều gì đó. Cô lặng lẽ thầm nghĩ. Người này là, người lạ lần trước đã xuất hiện ở Học viện Thiên Thanh, anh ta cùng Trương Dịch đến để đón Dương Hân Hân. Nhưng với những gì đã chứng kiến ở căn cứ Tây Sơn, Lương Duyệt dường như coi việc này không liên quan đến mình. Cô cúi đầu xuống thầm nghĩ. Thôi vậy, không liên quan gì đến mình. Hiện tại mình không đứng về phía căn cứ Tây Sơn. Lăng Phong sau khi được Thẩm Hoành giới thiệu về Từ Xuân Lôi, anh ta tiến lại gần bắt chuyện. Sức mạnh của cậu là gì? Cậu có thể điều khiển băng và tuyết sao? Từ Xuân Lôi vui vẻ chỉ về phía những ngôi nhà do cậu đã xây dựng. Vâng, anh nhìn này, chính tôi đã xây dựng tất cả những ngôi nhà ở nơi này. Lăng Phong khá hứng thú với sức mạnh của Từ Xuân Lôi, anh ta tiến lại gần vỗ vai. Rất tốt, sau này tôi sẽ giới thiệu cậu với cấp trên của tôi. Và chắc chắn, bạn sẽ có đủ tư cách để gia nhập căn cứ Tây Sơn của chúng tôi. Sau đó Lăng Phong thực hiện chỉnh đốn quân ngũ, anh ta đứng ở phía trước bắt đầu chỉ đạo. Theo cách mà quân tình báo triển khai trước đó, đội giả phá bom mìn và việc triển khai chất nổ phải được tiến hành một cách bí mật. Đồng thời, chúng ta phải ngăn chặn tầm nhìn của đối phương. Lăng Phong, khuôn mặt nghiêm nghị, lớn tiếng nói. Nào, hãy xuất phát ngay bây giờ. Cố gắng kết thúc trận chiến trong vòng 3 giờ, hoặc thậm chí trong vòng 1 giờ. Chuyển khung cảnh sang phía căn cứ của Trương Dịch. Bên dưới tầng hầm của căn cứ trú ẩn, Trương Dịch đang theo dõi tất cả các camera của bên ngoài căn biệt thự. Dường như phát hiện ra điều gì đó, Trương Dịch đang đọc sách liền dừng lại. Họ đã tới đây rồi. Ngay sau đó, Trương Dịch nhanh chóng mặc bộ đồ bảo hộ mà Lục Khả Nhiên đưa cho mình. Trước khi đi ra ngoài, không quên quay lại dặn dò mọi người. Tất cả mọi người ngoan ngoãn ở lại đây, không ai được lên trên. Trương Dịch tiến lên bên trên tầng hầm, lặng lẽ đứng quan sát tình hình bên ngoài. Trương Dịch theo dõi thấy binh sĩ Tây Sơn tiến lại gần căn biệt thự. Những người lính này sử dụng rất nhiều bom khói để che chắn tầm nhìn, liền mỉm cười nói. Các người có lo sợ việc bị tôi bắn tỉa sao? Nhưng đây thực sự là một ý tưởng rất hay. Trương Dịch nhìn về phía những người này, khuôn mặt nham hiểm cười thầm. Vậy chắc chắn bước tiếp theo là đến đây, và cho nổ tung nơi trú ẩn này rồi. Vậy là cũng hết chap 197 rồi ạ. Hẹn anh em chap 198 sáng ngày mai nha. Mình mong được mọi người góp ý nhiều hơn ở dưới bình luận, để mình có thể sửa lỗi và hoàn thiện video sau một cách tốt nhất. Xin cảm ơn và hẹn mọi người ở video tiếp theo trên kênh Vũ Đại Review nha.